thay đổi hoặc là có nghĩa là cái áp lực của những tập đoàn lớn lên những tổ chức đó là anh không phải thay đổi. Thay đổi không phải là sự khuyến khích, thay đổi không phải là một cái sự khích lệ nữa, thay đổi không phải là một khẩu hiệu kêu gọi nữa, mà thay đổi nó như một mệnh lệnh. Một là thay đổi, hai là rời khỏi cuộc chơi, hay nói một cụm từ rất phổ biến trong giai đoạn gần đây đó, thay đổi hoặc là nó không còn khẩu hiệu nữa. Một là anh phải thay đổi, hai là anh sẽ bị đào thải và loại ra khỏi cuộc chơi. Và rõ ràng tại thị trường Việt Nam cũng vậy, trong quá trình tôi thấy có chút cũng vậy, các cái CEO, các vị đứng lãnh đạo đứng đầu cũng vậy. Bây giờ câu chuyện nó thay đổi, nó không còn câu chuyện là tôi năn nỉ các bạn thay đổi, tôi mong muốn các bạn đội ngũ thay đổi, tôi không khích lệ các bạn thay đổi nữa, mà là chúng ta đương nhiên phải thay đổi, hoặc chúng ta tồn tại, hoặc chúng ta sẽ không tồn tại, hoặc tổ chức phải đi lên và phát triển, hoặc các bạn phải thay đổi, hoặc các bạn phải rời khỏi tổ chức để công ty này phát triển. Và ngay bản thân tôi trong 2 năm trở lại đây, tôi cảm thấy được cái sức nóng từ các cái vị trí lãnh đạo, từ cái sự cam kết của họ trong việc tái cấu trúc và thay đổi, trong một cái thông điệp là: một là thay đổi, hai bạn rời khỏi tổ chức, hai bạn phải thay đổi cùng tổ chức để tổ chức tốt hơn. Và thậm chí trong yêu cầu là trong vòng 2 tháng các anh chị lập tức là chuyển mô hình từ cấu trúc ma trận qua mô hình cấu trúc này, trong vòng 30 ngày hoàn thành bản mô tả công việc, thay đổi chức năng nhiệm vụ, điều chỉnh quy trình hệ thống. Người cấp trung làm được, anh ta mời anh ta ra khỏi tổ chức. Bởi vì đó là những cái năng lực tối thiểu, những yêu cầu tối thiểu của một người làm lãnh đạo cấp trung. Anh phải đủ bản lĩnh trong việc sắp xếp cơ cấu lại vị trí con người, mô tả quyền hạn trách nhiệm, trong việc cụ thể hóa điều chỉnh quy trình chính sách, và thậm chí trực tiếp đối diện giải quyết với những ca khó. Chứ nó không phải câu chuyện của nhân sự, không phải là câu chuyện của người đứng đầu. Và rõ ràng các chị thấy cái áp lực của cái môi trường kinh doanh và sự thay đổi, nó đòi hỏi ở người cấp trung nó phải gánh những cái vai trò mà của người đứng đầu đáng lẽ phải làm cách đây 3 năm hay 7 năm trước người đứng đầu phải làm. Như xin thưa anh chị, cuộc chơi bây giờ là đã là trưởng phòng, là lãnh đạo,